Chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi mọi người quay lại với kênh Khánh Nguyễn Cuộc Sống Mỹ. Và cũng cho Khánh Nguyễn gửi lời cảm ơn và tri ân đến tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay mình có một cái tiêu đề để nói về các bạn hay hỏi là lương thợ neo để dành một năm về Việt Nam xài có đủ hay không. Mời tất cả mọi người theo dõi video. Để trả lời câu hỏi cho bạn, thì nếu mà lương thợ neo mình tính trung bình là một tháng là lãnh được 2.000, 2.000 mấy, 3.000, 4, 5.000 á, mà nhân cho 12 tháng á, mà tiền đó còn nguyên á các bạn, thì nếu mà các bạn cầm được như đó đó về Việt Nam mà xả stress á, thì quá là vui rồi. Nhưng mà cuộc sống mình đâu có giống như mình mơ ước các bạn. Các bạn làm được một tháng như đó thì sau khi các bạn trả tiền bill bổng, tất cả các cái nhà cửa xe cộ bảo hiểm, thì nếu bạn nào mà để dành một tháng được 500-700 là người đó là giỏi rồi. Rồi mình tính theo bình quân đi nha các bạn. Đầu tiên mình nói về những người lương của thợ neo mà độc thân á, một tháng dư được 500-700 thì mình cho là 700 đi, 12 tháng là 8.400 mà bạn đó muốn về chơi bao lâu? 8.400 mua tiền vé hết 1.000 mấy, rồi hai cái thùng quà nữa các bạn, mỗi thùng là 50 pound, rồi cho quần áo cũng một ít đi, còn lại một thùng rưỡi đi, là khoảng 75 pound để mua quà. Mà mua quà đó các bạn, nó vô giá lắm. Một bịch chocolate có thể là mấy mươi sen, một đồng, hai đồng, ba đồng, bốn đồng. Nhưng mà quà trong đó còn có quần áo, một cái cho 5-7 đồng, 10 đồng lên tới giá 100. Rồi giày dép, rồi nào là thuốc, rồi nhiều thứ lắm. Rồi có nhiều người thì trong gia đình gửi: anh về kỳ này anh mua giùm em cái iPhone Max nha. Mà các bạn biết một cái iPhone không hết bao nhiêu tiền rồi, trên 1.000 rồi. Mà trong khi đó bạn đó cầm được có 8.400 mà mua vé hết cũng 1.000 trên 1.000 rồi. Còn 7.000 mấy mà nếu mà có người trong gia đình nhờ mua cái iPhone hết 1.000 mấy rồi. Rồi còn có cháu, có em, bố mẹ mua iPad nữa cũng thêm một mớ tiền nữa. Nói mà cái tiền quà thôi đó các bạn, tệ lắm là cũng phải 3-4 ngàn rồi. 8.400 trừ cho vé 1.000 còn 7.400 trừ ra tiền mua quà hết bao nhiêu nữa các bạn, 3-4 ngàn nữa rồi, nó còn bao nhiêu cầm trong tay, còn có 3.000 về khi mới bước xuống sân bay các bạn. Mà người nhà bà con đi ra đón thì cũng phải cho một người ít, 20, 30, 50, 100. Nếu mà theo cái tiền lương để dành được 7.000 mấy, 8.000 mấy á các bạn, trong một năm á, có nhiều khi chưa về tới nhà là hết tiền rồi các bạn. Thì thôi, nếu mà mình có lời khuyên là nếu á, mà bạn độc thân á, mà các bạn muốn về Việt Nam mà các bạn về mỗi năm, thì thôi thì chịu khó 2-3 năm một lần, cũng có bao nhiêu đó quà, bao nhiêu đó tiền mua vé, mà mình còn dư được tiền để mình đi chơi. Chứ mà vừa mới về tới nhà mà hết tiền rồi, lấy tiền ra đi chơi. Có nhiều bạn muốn ở chơi một tháng, một tháng là 4 tuần ở bên Việt Nam, thì trung bình một ngày các bạn phải xài bao nhiêu tiền? 200 đô 300 đô 400 đô, tùy theo các bạn muốn xài bao nhiêu, thì mình dự trù cái tiền của mình bao nhiêu để mình xài. Thì bây giờ mình đã trả lời được câu hỏi là lương của thợ neo. Nhưng mà đầu tiên là mình kể về lương của người độc thân, thì nó là như vậy đó. Còn nếu các bạn nào mà muốn về Việt Nam mỗi năm thì tùy theo các bạn. Nhưng mà mình biết đa số những người mà độc thân mà về mỗi năm, thì khi họ về tới Mỹ á các bạn, lúc nào họ cũng thiếu nợ hết á. Tại vì bên đây á, khi các bạn đi mua đồ để mà mang về á, thì nếu các bạn có những cái thẻ credit thì họ cho xài trước rồi trả tiền sau,
thì thường là sau những cuộc vui các bạn, là những cuộc đó không có vui. Tại vì nếu mà mình xài 5-7 ngàn mà các bạn mà để trả mỗi tháng á, có nhiều khi một tháng các bạn dư được mấy trăm, mà về Việt Nam vui chơi có 4 tuần thôi, qua lại tới Mỹ các bạn có thể trả nợ 1 năm sau mới hết, là một phút huy hoàng, rồi sau đó thì là buồn hiu hắt luôn á các bạn, trả nợ mệt luôn á. Còn nếu các bạn làm thợ neo mà là hai vợ chồng rồi hai đứa con, thì mình tính hai vợ chồng làm trả chi phí hết thì có thể dư được 3-4 tuần lương, là cho một đầu lương có thể là 3 ngàn, 4 ngàn hay 5 ngàn, một tháng, một năm là 48 ngàn. Tiền dư nếu các bạn giỏi á, một tháng các bạn dư được 3 ngàn là 36 ngàn, 12 tháng dư mà hai vợ chồng về Việt Nam dẫn theo hai đứa con là mua 4 cái vé thì ok. Nếu hai vợ chồng thì một năm về thì có thể xài thoải mái hơn là các bạn độc thân. Mà về Việt Nam xài bao nhiêu mỗi ngày và chi phí đó như thế nào thì tùy theo các bạn, mỗi người có một cách xài tiền khác nhau. Lâu lâu về chơi thì nó vui rồi, muốn về Việt Nam để thăm bố mẹ gia đình và ăn được chùm khế ngọt thì cũng phải trả một cái giá, tùy theo các bạn. Người nào mà muốn ở lâu, muốn xài nhiều thì các bạn phải trả nhiều. Rồi có nhiều khi mình về đó chơi, rồi mình đi chơi du lịch nhiều thì mình phải xài tiền nhiều. Và lúc mà đi trở lại Việt Nam á, có nhiều bạn đi về là có ví dụ như hai vợ chồng với hai đứa con, thì cho mỗi người được 2 cái thùng 50 pound, mang về Việt Nam là 8 thùng. Thì khi mà trở ngược lại bên Mỹ á, thì lúc nào cũng 8 thùng 10 thùng. Thì 8 thùng 10 thùng là bao nhiêu quà cáp và những cái thứ mà các bạn muốn mua. Qua đây đa số là những thực phẩm, cá, mắm, muối hay những cái gì bên Việt Nam mà bán rẻ, hoặc là bên này nó cũng có nhưng mà Việt Nam mắc hơn, hoặc là không có rồi mua qua, rồi mua quà. Mỗi lần đi về chơi thì qua bên đây là phải mua quà để tặng cho những người gia đình ở bên Mỹ, hoặc là những món quà nhỏ nhỏ để tặng cho các bạn đồng nghiệp. Thì cái video ngày hôm nay thì cũng chỉ để nói về trả lời cho cái câu hỏi của các bạn hỏi là lương của thợ neo làm một năm về Việt Nam xài có đủ hay không. Thì đó là cái những cái chia sẻ của Khánh Nguyễn, có thể đúng với lại Khánh Nguyễn mà không đúng với các bạn, hoặc là nếu mà có còn những cái thiếu sót gì thì các bạn comment để mình làm những video, những cái thông tin gì có ích cho mọi người, hoặc là những cái mẫu chuyện cuộc sống đời thường của những người sống ở bên Mỹ. Thì để mình nói qua một chút xíu là tất cả mọi người sống ở nước ngoài thì mình gọi chung là từ Việt Kiều ở bên Mỹ, Canada, Úc, rồi bên châu Âu, hay là những cái nước bên châu Á mình như Đài Loan, thì cái cuộc sống ở bên nước ngoài các bạn nó không có được vui như là ở bên Việt Nam của mình. Việt Nam của mình người ta nói là quê hương là chùm khế ngọt, bao nhiêu ký ức của mình nó nằm ở Việt Nam. Gia đình có nhiều bạn thì có cha mẹ, vẫn còn cha mẹ ở bên Việt Nam, nên đi làm ở bên nước ngoài thì nó có những cái được và những cái thiếu. Thì bởi vậy nên luôn luôn lúc nào cũng nhớ về Việt Nam, nhớ lại những lúc mà mình còn nhỏ, bạn bè mình có những cái trò chơi như thế nào. Lớn lên chút xíu thì bắt đầu có bạn gái, đi chơi ra làm sao, hẹn hò với nhau như thế nào, những cái cuộc sinh hoạt tập thể, nó chỉ là những cái trò chơi rất là đời thường, cò cò nhảy dây, đánh băng đũa, chơi banh đũa, rồi chơi u, chơi đủ thứ các trò chơi hết. Bởi vậy biết bao nhiêu cái kỷ niệm của mình ở bên Việt Nam, rồi hò hẹn với bạn gái làm sao, xếp hàng đi mua phim làm sao, rồi coi phim làm sao. Rồi lớn lên chút xíu thì đi học, đi làm, có những bạn thì có những cái kỷ niệm ở những cái trường đại học,
rồi đi có những người bạn bè thì có những kỷ niệm ở ký túc xá làm sao, thì bao nhiêu cái kỷ niệm của mình, thời thơ ấu của mình, mà cái lúc mình ra đời mình đi làm, rồi chuyện này chuyện kia, đi làm về chiều tối về hội họp với bạn, ăn uống, nhậu nhẹt, karaoke, đủ các trò vui. Còn bên Mỹ là chỉ có đi làm và về nhà. Nếu các bạn nào sống ở những tiểu bang lớn thì còn có thể đồ ăn Việt Nam nó nhiều chút, nó nhiều món của đồ Việt Nam thì nó còn đỡ nhớ chút xíu. Còn các bạn ở những cái tiểu bang mà người Việt vắng như ở Tennessee, mỗi lần muốn đi ăn một tô phở là phải chạy nửa tiếng, 45 phút mới tới tiệm phở. Có nhiều khi mình đói bụng á, mình lên tới chợn á các bạn, mình ăn được một cái tô phở thấy ngon mà đi về tới nhà đói bụng lại rồi. Tại xa quá, chạy xa quá trời xa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, và cũng cho Khánh Nguyễn và Đức Vũ gửi lời tri ân và cảm ơn đến tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, có nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống. Và cũng cho Khánh Nguyễn cảm ơn những người thầy và những người bạn đã luôn âm thầm đứng phía sau ủng hộ. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại.